Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu đỏ rất xinh. Co ngay. Được rồi. Đỏ tươi bánh dâu tây rất đẹp. Bánh dâu tây đỏ. Đỏ tươi. Oh yeah. Wow. Ah. Yeah. Tôi sẽ giúp tóc bạn thật đẹp. Tôi thích tóc màu vàng dễ thương. Con ngay màu vàng. Được rồi. Vàng tươi bánh chanh rất đẹp. Bánh chanh vàng. Tóc cầu vàng dễ thương. Sẽ có tóc ngay.
đồ ăn ngon tuyệt đây. Hãy đến ăn thử nào. Wow, một chiếc hamburger thật lớn ạ. Có ngay. Chờ tôi chút, bánh xe có ngay. Ta hãy cho thịt chiên lên thôi, rồi đặt phô mai với thêm chút rau. Giờ đã có rồi đây, một chiếc hamburger. Wow. Là tôi đây, chiếc bánh hamburger. Bên trong có nhân thịt chiên thơm ngon. Bạn ơi hãy đến, chiếc bánh hamburger thật ngon cho bạn. Ngay. Chờ tôi chút, bánh sẽ có ngay. Ta nướng cho thật thơm ngon, rồi phủ kem với thêm trái dâu. Giờ đã có rồi đây, bánh vị dâu ngon tuyệt. Yeah! Là tôi đây, bánh dâu rất ngon. Tôi bé xinh ngọt ngon thơm. Bạn ơi hãy đến, chiếc bánh vị dâu cho bạn. Tôi muốn một chiếc bánh vòng. Có ngày. Nhìn mình là một chiếc bánh ngon bé xinh. Ta hãy chiên bột lên thôi, cùng sô-cô-la với thêm cơm thơm. Giờ đã có rồi đây, một chiếc bánh vòng. Wow, nhìn ngon thật đấy. Làm tôi đây, chiếc bánh rất ngon. Tôi đã yêu ngọt ngon thơm. Bạn ơi hãy đến, bánh thật là ngon, chiếc bánh vòng. Cảm ơn cảm ơn chị nhé. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành nhé. Còn các bé thích ăn gì nào? Chào con. Làm quen cùng bạn mới kia. Ồ, tôi rất muốn nói xin chào. Tệ nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, tôi thấy xấu hổ quá đi. Con đừng ngại, không sao đâu. Có một bạn mới ở đây. Con đừng ngại, không sao đâu. Chào bạn nào. Hãy nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào bạn. Chỉ cần dũng cảm, cố gắng, con sẽ làm được. Con có thể làm quen với các bạn mới. Ồ, tôi đây rất muốn được cô gọi đến tôi. Ồ, tôi rất muốn xin trả lời. Vậy nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, mình thấy xấu hổ quá đi. Nào con yêu, giơ tay nhé, tự tin lên nhé con. Đừng nhút nhát, con yêu hãy giơ tay nào. Bình tĩnh nhé, hãy cố gắng nói to rằng con có thể làm được. Hãy đứng lên trả lời nhé, con thật dũng cảm. Kiki, con làm tốt lắm. Ồ, tôi đây rất muốn được biểu diễn trên sân khấu kia. Ồ, tôi thích lên sân khấu với các bạn. Vậy nhưng tôi rất nhút nhát, không biết nên phải làm gì đây. Biết sao đây, tôi thấy xấu hổ quá đi. Tự tin lên, không sao hết, mình cùng lên sân khấu với nhau. Đừng nhút nhát, không sao nhé, có chúng ta đây. Bình tĩnh nhé, hãy cố gắng, nói to rằng tôi có thể làm được. Cố gắng lên và trình diễn, bạn thật dũng. Sâu, tự tin vào bản thân và làm điều đó, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Trời sắp mưa mất rồi, mình phải nhanh hơn mới được.
không sao chứ? Tôi không thể khởi động được động cơ. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ không thể giao hàng đúng giờ mất. Đừng lo, tôi sẽ giúp. Tôi có thể đi giao kiện hàng đó cho bạn. Wow, cảm ơn bạn nhé, tàu hơi nước. Nào lên đường thôi, mình rất mạnh mẽ. Thật nhanh mình đi, chẳng ngại ngần chi. Bỗng nhiên gió to kéo đến bất ngờ, mình không sợ đâu, mình tiếp tục đi. Tàu hơi nước dũng cảm, tôi không sợ hãi trước cơn gió lớn. Nào lên đường thôi, mình rất mạnh mẽ. Thật nhanh mình đi, chẳng ngại ngần chi. Bỗng nhiên tơ nghe sấm vang khắp trời, mình không sợ đâu, mình tiếp tục đi. Tàu hơi nước dũng cảm, tôi không thấy sợ hãi trước sấm sét. Nào lên đường thôi, mình rất mạnh mẽ. Thật nhanh mình đi, chẳng ngại ngần chi. Bỗng nhiên mây đen với mưa giông kia, mình không sợ đâu, mình tiếp tục đi. Tàu hơi nước dũng cảm, tôi không sợ hãi trước cơn mưa lớn. Nào lên đường thôi, mình rất mạnh mẽ. Thật nhanh mình đi, chẳng ngại ngần chi. Gió mưa bão giông đã tan đi rồi, nhìn thấy ánh nắng thật ấm áp, tớ thấy rất tuyệt. Tôi đã làm được. Yeah, bạn làm tốt lắm, tàu hơi nước. Bạn đã giao hàng đúng giờ ngay cả khi thời tiết xấu. Tất nhiên rồi, vì tớ là tàu hơi nước dũng cảm, tớ có thể giải quyết mọi vấn đề. Yeah, ăn chưa thôi. Con muốn ăn xúc xích. Yay. Con yêu, con nên nói như thế nào nhỉ? Bà ơi, con có thể ăn xúc xích được không ạ? Và ngồi thật ngoan nhé. Ôi không không, hãy ngồi thẳng lưng khi ăn con à. Vâng ạ. Ngon thật ngon, ăn cơm cùng nhau. Học cách ăn cơm thế nào cho đúng, chớ có nghịch ngợm và ngồi thật ngoan nhé. Ôi không không, không cười đùa khi thức ăn trong miệng. Không dùng thìa gõ bát nhé con à. Vâng ạ. Ngon thật ngon, ăn cơm cùng nhau. Học cách ăn cơm thế nào cho đúng. Anh đang làm gì thế? Ôi không không, không dùng điện thoại khi ăn cơm anh à. Được rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng dọn dẹp bàn ăn nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Mời em uống trà này. À,
con có thể mượn ấm trà của mẹ không ạ? Hả? Đây không phải đồ chơi, con đừng lấy ấm trà ra chơi nhé. Nhưng con rất muốn chơi. Hứa với mẹ rằng con sẽ không lấy nó ra chơi. Con nữa. Vâng ạ. Vâng ạ. Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Chỉ cần mình không vỡ sẽ không sao đâu. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhẹ nhàng, mẹ sẽ không biết. Mình phải giữ lời hứa với mẹ. Mặc dù mình biết thế nhưng chỉ một lần này thôi. Kìa, mình đã vỡ. Mình nên làm gì bây giờ? Hãy nhẹ nhàng, hãy nhẹ nhàng, mẹ sẽ không biết. Làm điều không đúng để bình trà rơi xuống đất. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Không mà, không mà, chuyện này con không biết. Lời mà đã hứa hãy giữ lời. Làm điều không đúng mẹ nhận ra ngay đây. Người nào làm rơi vỡ? Có phải con làm vỡ không? Con xin lỗi. Nào, con yêu hãy nghe này. Làm điều không đúng thì mình không nên giấu. Mẹ à, con xin lỗi. Lần sau con đừng làm như thế nữa nhé. Vâng à, cần phải giữ lời hứa. Tại sao chúng ta nên giữ lời hứa? Nếu chúng ta không biết giữ lời hứa thì sẽ chẳng có ai tin chúng ta nữa. Vì thế, khi các con hứa, luôn nhớ phải giữ lời. La 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 la. Mẹ, xe buýt đâu rồi? Ồ, nó sắp tới rồi. Vâng ạ. Timmy,
con có thích đi xe buýt không? Dạ, con muốn đi thêm lần nữa. Brum, brum, tup, tup.